Dạ hello, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả anh chị trên kênh YouTube nha. Lời nói đầu tiên Trường Anh xin chúc toàn thể tất cả các anh chị có được những ngày hạnh phúc vui vẻ nhất, ấm no nhất bên cuộc sống bên gia đình. Hôm nay Trường Anh lại tiếp tục về thêm một con Ford nè, dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ, Focus, sản xuất năm 2008, bản số 49A06099. Xe này của một anh công an bên phòng cháy chữa cháy đang đi nha. Nay muốn lên đời thì bán lại cho Trường Anh. Trường Anh cũng vừa mới thu mua cái xe này xong nè anh chị ạ. Bằng xem nó một cái bộ áo màu đen rực rỡ lắm, sơn rin còn rất là nhiều trên chiếc xe ạ. 75% là chiếc xe sơn rin, tích hợp là mâm đúc nguyên bản theo xe nhá. Đây anh chị ạ, dòng xe này máy 1.8 nhá. Ford nè anh chị, ở sau tích hợp nè. Đó, chữ nhà lên hai cái bô vẽ nè, cảm biến ve xung quanh con xe nhá, đầy đủ hết rồi. Nó lên full đồ chơi rồi nha anh chị nha, màn hình cam ve cam hành trình, hai cụm đèn là nguyên viên theo xe nè, của Ford Focus là chữ là Focus nè, biểu tượng của Ford thương hiệu đến từ Mỹ, hai cụm đèn là nguyên viên nhá anh chị nhá. Có chiếc xe nhìn rất là liền lạc, kính sau toàn bộ là dán cách nhiệt hết toàn diện trên con xe rồi. Xe này nhìn mới keng xà beng luôn. Xe chính chủ, ký giấy ok, 4 vỏ mới 90% nè anh chị coi nè. Vỏ của con Ford nè, cầm bề ở trong nè, không có một xíu mục mọt đâu nha. Đời 2008 xe này ở Bảo Lộc Lâm Đồng luôn. Mâm là mâm đúc nguyên bản theo xe nè anh chị ạ. Tích hợp là ron, chủ nhà toàn bộ là tích hợp dán ron chống trầy. Kính biểu tượng của Ford không có dấu hiệu là thay thế luôn nha anh chị. Đó, 4-5 cái kính là không có dấu hiệu là thay thế luôn. Dán toàn bộ phim chống nóng hết toàn diện theo hãng luôn nhá. Tay nắm thì ốp inox hết toàn bộ. Bốn cánh cửa anh chị nhìn rất là đều đặn, không một dấu hiệu tác động tông va luôn. Đây ạ, tích hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu nè, phè che nè, rồi gương xóa điểm mù nè. Đây là gương xóa điểm mù đầy đủ trên con xe hết rồi. Mua về là anh chị chỉ việc sử dụng thôi, ngoài ra không phải làm hết bất cứ một khoản gì nữa. Đó là những mẫu xe hot nhất năm 2020 mà Trần Anh muốn mang lại cho toàn thể tất cả bà con cô bác á. 4 vỏ mới keng xà beng luôn nha, mới 90%. Anh chị xem vỏ nè. Đó, mới chưa? Mâm đúc nè, không có dấu hiệu là chày chùa. Con này trang bị cùng thắng ABS chống bó cứng phanh, ngọt ngào mà đơn giản trong cuộc sống anh chị nhá. Nhẹ nhàng chống chân trượt. Cảm biến ve nè, tích hợp người ta lên nè, đó chị thấy cảm biến ve trước cản không? Cảm biến ve là trang bị toàn diện trên con xe rồi nhá. Bên trái bên phải đầy đủ hết, biểu tượng của Ford anh chị ạ. Hai cụm đèn là nguyên rim theo xe nè, mới keng xà beng không dưới được thay thế nhé, cản gió nè. Dòng này anh chị xíu mở cốp, anh chị phải mở này ra nè. Đó, mở cốp là anh chị phải mở này ra nhé, phải mở được cốp á. Riêng dòng Focus này nhá, đây là cản gió của em nó đây nè, đẹp chưa, nước sơn cực kỳ bóng bẩy luôn, không có dấu hiệu là chảy xước trên con xe nhá. Cảm biến ve nè, đầy đủ nhá, 4 vỏ là mới tinh nè, 4 thắng đĩa ABS anh chị nha, 4 vỏ mới 90% luôn, chủ nhà vừa thay xong, hết nhu cầu sử dụng, đổi xe Mazda lên đời, Trường Anh xuống cho anh lượm ngay. Xe đẹp mà không lượm thì lượm xe gì anh chị? Đăng kiểm tháng 6 năm 2020, cam hành trình, cảm biến mưa đầy đủ trên con xe rồi. Nè, kính là nguyên rim cho xe nè, biểu tượng của Ford nè, không dấu hiệu là thay thế nhá. Đó, đẹp cực kỳ luôn. Anh chị thích mẫu này thì alo trực tiếp cho Trường Anh Ô Tô. Nhỏ gọn, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Đến với tay người tiêu dùng nhé. Em còn về rất là nhiều xe. Đây là trang bị nè anh chị à. Mốt lóc mở cửa khóa tự động nè. Đó, chị thấy không? Mở khóa nè. Đây nè, đó, đầy đủ hết rồi. Đây, trải nghiệm vô phần tắp lô, tắp bi của xe nhé. Đây nè, anh chị nhìn những cái vân gai trên xe không có dấu hiệu bị chày xước nè, phai mờ luôn. Dòng này thì người ta không có chạy dịch vụ, cho nên anh chị bà con cô bác có thể yên tâm. Đây là keo chỉ nè, keo chỉ là không mất phân nào nha. Chủ nhà là tích hợp là dán toàn bộ ron chống chày hết trên con xe rồi. Còn ngoài ra keo chỉ nè, keo chỉ rim nhé, không có mất phân nào luôn nha anh chị nhé. Ron chống chày mở cửa nó khỏi bị chày vào thành cửa nha, những sóng lường nè. Không có dấu hiệu tác động tông ve nên những cái vân gai trên phần tắp bi cửa nè. Mới len keng, anh chị coi nè.
Tích hợp là gương chỉnh điện, 4 cánh lốc, cửa mở khóa tự động từ xe, nguyên bản rim từ ANZ theo xe nhé, những cái vân gai nè. Đó là một chiếc xe khỏe mà Trần Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả bà con đó. Nội thất đẹp, đồng sơn đẹp, biểu tượng của Ford đây nè. Vô lăng 4 chấu, trang bị là túi khí trên con xe nhé. Nội thất là ghế da nguyên bản theo xe, rim lắm. Đó, đẹp chưa? Dòng này anh chị mua về là anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Giá cực kỳ rẻ, rẻ ơi là rẻ luôn. Đây là anh chị coi nè, chạy ít hay chạy nhiều, anh chị coi con số nè. Đây là anh chị thấy những cái vân gai trên cái cũ số không? Còn nguyên rin nè, không dấu hiệu bị phai mờ nha. Từ cái bao da nè, bao da nguyên bản theo xe nè. Cũ số là 12345R nè, trang bị lên một cái màn hình Android, nghe nhạc, tích hợp là cam hành trình, đèn đóm trên xe đầy đủ hết rồi. Trần nè, trần rất là sáng anh chị nha, mới len keng luôn, từ phần tóc bi bên cửa bên phụ kìa. Đó, hệ thống gì đây, đây là cái bao đựng tiền gì nè, keo chỉ trong nách nè, không một dấu hiệu là xét rỉ hay đâm ba hoặc là cứng đục anh chị nha. Con số nè, không dưới bị phai mờ luôn. Trang bị nguyên bản theo xe là cổ lái cực cù anh chị nha, mới chưa. Thảm biểu tượng của Ford nè, máy 1.8, biểu tượng của Ford kết anh chị nha. Đây là thông số kỹ thuật của nhà sản xuất nè. Đây là những con tán nè, không có dấu hiệu được khui mở luôn nè. Đây là con tán của bản lề nè anh chị ạ. À, đó, xe còn rất là chất. Mua về là anh chị chỉ việc sử dụng, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nha. Đây là cảm biến nè, cảm biến dây trước sau nè. Anh chị coi những cái vân gai trên phần táp lô nè, không dấu hiệu bị phai mờ luôn, chị thấy chưa. Đồng hồ là mới trang xà beng luôn. Đó, trang bị là cụm lá chép nguyên bản theo xe thôi. Chất xe bao bao đẹp. Đây là phần tắp bi phía sau nè, anh chị coi nhá. Đó, phần tắp bi phía sau nè, nguyên rin hết nè. Những cái vân gai nè, tay nắm nè, tay nắm của con Focus nè, không có dấu hiệu bị phai mờ. 4 cánh chỉnh điện, rất là ngọt ngào, mượt mà trong cuộc sống nhá. Quay kỹ, quay chi tiết đến tay người tiêu dùng. Keo chỉ 4 cánh là không mất phân nào nè, những sóng lường nè. Sơn rin phủ toàn diện trên chiếc xe nhé. Có một hai chỗ là sơn dầm. Trang bị được cụm thắng ABS trước sau luôn, trước sau như một. Em hát anh nghe, câu hò giọng cổ anh chị nha. Nách cửa nè anh chị coi nè. Đó, nách cửa là keo chỉ trong nách nè. Anh chị hết rin chưa? Rin nguyên bản theo xe nhé. Dòng này thì nó không có dịch vụ, cho nên anh chị đừng có hỏi Trần Anh đó, người ta có chạy dịch vụ không nhé. Không một xíu dịch vụ. 4 cánh cửa táp bi đẹp như nhau, phần phía sau là nỉ nè, nỉ non là nguyên bản theo xe nhá. Rin từ ANZ, học thì tay nè đây anh chị ạ. Đó, học thì tay nguyên bản theo xe nè, đẹp chưa. Thảm là chủ nhà người ta lót thảm sàn rất là đẹp nha. Chạy đi, chạy đi, ở đây ồn quá. Đây là anh chị ạ, trang bị theo xe là nguyên bản hai dàn lạnh nhá, hai dàn lạnh độc lập. Ông một vàng, bà một vàng, bà thích vàng nóng, bà chuyển vàng nóng, ông thích vàng lạnh, ông chuyển qua vàng lạnh nhé. Bốn cánh cửa rất là đều đặn. Đây là phần tổng quan, phần táp lô trên con xe đây. Một dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ, Ford đẳng cấp vượt trội, mang lại cho anh chị những trải nghiệm, những cảm nhận khác biệt về chinh phục những cung đường Việt Nam. Táp bi là không có dấu hiệu mài mòn luôn nha, kèo cột phía sau nè, không một xíu đâm va cứng đụng từ phần tay nắm nè. Của cái trần nè anh chị coi nè, trần là trần nỉ nhá, mới keng xà beng luôn. Đây là anh chị, đó, tay nắm là nguyên rin nè anh chị thấy chưa, tay nắm của xe nè, đẹp ngất ngây con gà tây luôn, đẹp chưa. Những sóng lường nè, không có dấu hiệu là tông va móp méo trên chiếc xe nhá. Đó, chiếc cánh cửa rất là liền, màu đen mạnh mẽ, chinh phục nhẹ nhàng nhưng rất là cá tính trong cuộc sống anh chị nha. Hãy trải nghiệm cùng Trần Anh với những mẫu xe hot nhất mà Trần Anh đã đưa đến toàn thể tất cả các bà con cô bác nhé. Đẹp len keng. Đấy, xe cực đẹp luôn. Đây là phần táp bi. Đó, chị thấy táp bi không? Táp bi cửa nè, mới không? Bốn cánh nó đẹp như nhau nha, mới keng xà beng luôn. Xe này Trần Anh mà bát lên một phát nữa là thấy tận trời xanh luôn. Đây là những cái vân gai nè anh chị coi nè, đây nè, đó, những cái vân gai nè không dưới bị phai mờ luôn nè, hết toàn bộ trên cánh nha. Đây nè, xe này Trần Anh xin nhắc lại nha, của một anh công an, người ta đi người ta rất là giữ kỹ.
Hôm nay người ta hết nhu cầu sử dụng, chừng anh tới chừng anh mua lại nha. Phần sau nỉ nè, anh chị thấy nỉ chưa? Đó, nỉ được nguyên bản, nó xe sạch sẽ lắm anh chị ạ. Dây đai mẹt tem bảo hiểm an toàn theo xe nguyên rin hết, xe không một xíu lỗi nha anh chị nha. Mấy cái dòng này thì nói chung là qua thời gian 5 tháng thì nó có xài rất là nhiều cái con cảm biến ở trên xe nè, hộp để đồ nè, biểu tượng của Focus nè, rin hết rồi anh chị thấy chưa nè, nách cửa nè, đó là phần keo chỉ trong nách nè, không mất phần nào luôn, soi rất là bóng bẩy. Tắp lô nè anh chị, coi phần tắp lô nè, đây chừng anh test cho anh chị coi nha. Đây là phần tắp lô, anh chị thấy những cái vân gai trên phần tắp lô không, nó có dấu hiệu là đục khoét không, không một xíu đục khoét. Trang bị là thảm chống nóng theo con Focus, cam hành trình, mọi thứ chức năng đều hoạt động ổn định hết. Côn số là hai bên nè, mới len keng xà beng luôn, học để đồ đựng nước nè, khay nè, đầy đủ nè. Xem kiểm cho chừng anh nhé, đây nè, học để đồ đây nè anh chị ạ. Đấy anh chị thấy chưa, học để đồ nè, hai khay nhá, rất là đẹp luôn. Đây là cục này là phần tắp bi đổ về nè anh chị coi nè, đó những cái vân gai là nguyên rin hết. Cọp ơi là cọp, lót sàn nè, lót sàn rất là xịn nhá. Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì? Đó là một chiếc xe đẹp mà Trường Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả bà con đó. Chất đóng cửa rất là liền. Đây là trải nghiệm mà Trường Anh vô, Trường Anh test phần máy cho nó nhanh nha. Bô dẻ nè, đó giờ chủ nhà người ta lên cùng bô dẻ rồi. Cảm biến trước, cảm biến sau. Xe chính chủ mua Trường Anh ký ủy quyền cho. Thích rút hồ sơ em rút luôn cho. Giá tiền hợp lý. Đây nè, trải nghiệm nha. Nè máy nè. Đó, xe nè. Báo tua máy nổ ở trong đóng nắp cabo không nghe tiếng máy nha. Phòng tua máy nè. Chất chưa? Báo bình, báo nhớt. Báo thắng tay, chỉ cần chìa hạ thắng tay vô là hết nhá. Đây nè, hết. Nó bị kẹt cái dây thắng tay rồi đó. Báo cửa đầy đủ trên con xe nhá. Cái này là báo check-in nè. Cái đèn này là cái đèn báo check-in nha anh chị nhá. Cái đèn nó không ảnh hưởng, check-in nước thôi. Tua máy nè. Báo nhiệt độ trên xe. Trang bị cho em nó là một cái màn hình giải trí anh chị nha. Nghe nhạc xem phim đầy đủ chức năng trên con xe rồi. Mua về là chỉ việc sử dụng. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa. Màn hình này mở sao đây, chưa sử dụng luôn à. À có rồi nè anh chị ạ. Nhạc nhóm là cái này là nghe đĩa nhá. Đó, xài đĩa anh chị nha. Volume trừ nè. Biểu tượng của Ford nhá. Đấy, màn hình rất là xịn luôn, cảm biến luôn nhá. Là phần hai khay gió, hai học lạnh nè. Đây nè, những cái vân gai đây nè. Những cái vân gai trên phần tắp lô nè, anh chị coi nè. Đó, chị thấy cái chỗ này chám đục không? Mới len keng luôn. Người ta mua về người ta đi người ta giữ rất là kỹ. Vô lăng bốn chấu nè, những cái vân gai trên phần vô lăng nè. Không có dấu hiệu phai mờ biểu tượng của Ford nha anh chị nha, trợ lực lái nè. Ngồi một chỗ xe vô lăng nè. Rất là nhạy. Đó, nhạy cực kỳ luôn nhá. Đèn đóm đây, đèn đóm mở bên này. Đó, có đèn này nha anh chị nha. Đèn đóm mở đây, nhạc là âm thanh là có rồi nè. Đó, âm thanh là côn số nè. Chạy cực sướng luôn. Đẹp chưa? Kèo cột là nguyên rin cho xe nhá. Không một dấu tít là cứng đụng tông ve đâu. Dây đai an toàn bảo hiểm nguyên bản cho xe, rin từ anh đến ốc luôn. Đó là hai chuồng trước nè. Đẹp lắm anh chị ạ, cảm biến đây. Đây nè. Mới lên keng phần tắp bi bên đây nè anh chị coi nè. Đó anh chị thấy những cái vân gai trên phần tắp bi không? Đẹp chưa? Quá đẹp, tích hợp là gương chỉnh điện đầy đủ trên con xe nhá. Đây anh chị ạ, đây là bộ gương chỉnh điện nè. Đó, chị thấy gương chỉnh điện không? Còn đang hoạt động được hết nhá. Mua về là chạy thôi. Đây là hai bên nè. Đó, bộ cánh chỉnh điện nè. Mượt mè lắm. Rất là mượt mè nhá. Anh chị thích dòng này thì đam mê cứ alo trực tiếp cho Trường Anh ô tô. Chị thấy bốn ngách trên điện chưa?
Nội thất mới cực kỳ mới luôn. Máy lạnh nè, mở phát lạnh ngắt rồi nè. Đó, máy lạnh mở nè, ưu tiên là mọi thứ chức năng nè. Trên đồng hồ là hiển thị ok hết nhé. Thấy chưa? Xông gương, xông mặt nè, mọi thứ đang hoạt động nè. Mặt đây nè, vàng nóng nè, test qua vàng nóng cho chị coi nha. Mở phát có nóng luôn nè, nóng rực rồi. Chừng anh cảm thấy là đang nóng, hơi nóng trong người luôn rồi nhá. Đó, xe đẹp lắm. Đó, chất xe rất là tuyệt vời. Mua về là anh chị chỉ biết sử dụng thôi. Ngoài ra anh chị không phải làm hay bất cứ một khoản như đèn còi nè. Đầy đủ chưa? Phần máy cực kỳ là chắc chắn nha. Đây nè, riêng cái dòng Focus này nè anh chị ạ. Để chừng anh quay cái này cho anh chị coi. Khóa cửa nè, anh chị xuống xe lập tức nó sẽ tự động khóa cửa nha. Khóa vô lăng chứ, chừng anh lộ. Đây nè, em quay cho anh chị xem phần này nhá. Máy móc nè, cực kỳ là chân chu luôn. Đây nè, mở chìa khóa phải cốp trước như vậy anh chị nha. Đây nè, đó, vặn vô đây nè. Anh chị bỏ vô đây, anh chị vặn lại một phát rồi anh chị vặn đây phát. Đây là cầm lên cái này, để cho anh xíu, cho anh test cho. Đó, nắp cabo đã được mở rồi đó anh chị. Máy nổ cực êm. Máy nè, Trần Anh sẽ vô Trần Anh đề lại máy nhá. Phải rút chìa khóa ra rồi. Đó, em đã đề lại máy rồi đó. Con này đi được 173.471 km rồi nha anh chị nha. Đèn đóm nè, đèn đóm là sáng trưng nhá. Máy nè, máy đang hoạt động, nổ rất là êm. Đó, thì thấy dàn máy không, kèo cột trước nè, không có dấu hiệu đâm va. Đèn bảng là nguyên thủy theo xe nhá, mạc tem là nguyên zin theo xe. Máy nổ êm lắm. Đây là anh chị coi những thanh dằn của nó nè, không một dấu tích là tông va cấn đục nha. Trụ cột là nguyên zin theo xe nè, zin hết anh chị coi nè. Đó, phần nắp cabo đây. Đó, xe có máy có 1.8 mà mức độ tiêu hao nhiên liệu nó chẳng đáng bao nhiêu đâu. Con này chắc 8 lít. Hết cỡ 8 lít. Máy êm chưa? Không có xíu đồ hơi luôn nè anh chị coi nhá. Nè. Xe là không có xíu đồ hơi nè. Đó, máy đang hoạt động nè, chị thấy em chưa? Xoay đang bơm nhớt bơm lên nè. Mua về là chạy thôi, con này xài 4 cái full nhá. Đây ạ. À. 1 2 3 4, con này xài 4 cái full, 1 2 3 4 cái bori nhá. Bori nó là chấu dài anh chị nhá, riêng dòng Ford này xài bori chấu dài, không xài bori chấu ngắn nhá. Đó, thương hiệu đến từ từ Mỹ. Anh chị đam mê dòng Ford này cứ alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô, giá tiền cực kỳ là rẻ đến với tay người tiêu dùng anh chị nhá. Đóng nắp nè, đó, một thao tác rất là nhẹ nhàng, mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Anh chị thích dòng nào? Lamborghini bò rừng Nam Mỹ và Focus, dòng xe thương hiệu của Mỹ. Đó, 4 vỏ mới ken xà beng, gầm bề chắc nụi, không một xíu mục ngọt. Đây, chừng anh xíu chừng anh sẽ test phần nội thất với phần gầm bề cho anh chị coi nhé. Đó, cam hành trình có đầy đủ hết trên con xe, đèn đóm nè, trần nè, mới chưa? Chủ nhà người ta mua con xe này người ta rất là ít chạy anh chị nha. Đồng thời là lên toàn bộ lót sàn 5D hết toàn diện cho anh chị rồi. Đến tay của anh chị là anh chị mua về anh chị chỉ có tận hưởng thôi. Giá con này nó còn thua con Kia Morning 2 dàn lạnh độc lập nhá. Đây nè, 2 dàn lạnh nè. Mở phải có lạnh rồi nè. Đó, anh chị thấy không? 2 dàn lạnh đang hoạt động nè. Đóng nè, mở nè. Đó, gió nè, có gió lạnh rồi nhá. Thích như thế này cũng được anh chị ạ. Đây là kẹo cột những cái vân gai nè, trên xe nè, nguyên zin chưa, không một dấu hiệu được cứng đụng tông van, nách cửa những cái bản lề nè, không dấu hiệu được khui mở luôn. Bốn cánh là ngồi ở đâu cũng chỉnh điện được hết nhá. Đó, ngồi bên cửa bên này cũng đều chỉnh điện được hết toàn diện, mua về là chạy thôi. Máy lạnh mát rượi.
đây nè, phần cốp sau nha. Đấy, phần cốp sau nè, nỉ non phía sau đồng nguyên rin đầu xe nè. Đó, chị thấy không, phần cốp sau của em nó nè, những cái đinh bấm nhựa nè, nguyên vẹn theo nhà xuất nè, không một dấu hiệu thay thế hoặc đồ chế cho con xe nhé. Rin chưa nè, vỏ độ Seco toàn bộ trong học sau của em nó nè, anh chị coi đèn báo cửa nè, đèn báo cốp nè, còn nguyên rin luôn nhá. Đó, chất xe là vô cùng chạy cực sướng luôn, xung quanh nè, nỉ cách nhiệt hết nguyên bản nè, đây là những cái gân nhựa ở phía sau nè, rin đét hết. Anh chị coi vỏ đầu Seco nè, nè nguyên rin xe nè, vỏ Seco mạc tem là nguyên bản nhá, cốp nè. Đó, trong phòng cốp không có một xíu mục mọt nhá. Mua về chỉ việc sử dụng, ngoài ra không phải làm bất cứ một khoản gì nữa nha anh chị nhá. Đẹp ngất ngây, hỗ trợ là hai tia nhúng thủy lực hết toàn diện trên con xe. Đây nè, hai tia nhúng thủy lực này, hỗ trợ hết toàn diện nhá. Đây, trải nghiệm phần gầm với Trần Anh nè. Ủa mấy cái đó đi đâu á? Đây là phần gầm xe nè anh chị, gầm chắc ngồi luôn. Anh chị thấy phần gầm không? Gầm bề là chắc nụi, không có dấu hiệu mục mọt nhé. Đó, coi kỹ phần gầm cho Trần Anh nè. Em quay rất là chậm nhé. Thấy chưa? Cái gầm xe chưa? Gầm xe mới len keng, không một dấu hiệu là mục mọt. Tôn cực kỳ mỏng dính nhé. Tôn rất là mỏng anh chị ạ. Đây nè, đây là phần tôn nè, rất là mỏng luôn. Ốp body họ mua thì alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô, giá tiền hợp lý đến với tay người tiêu dùng. Nó qua thời gian 5 tháng cái cản sau người ta không có chỗ sân dặm đây nè, chỗ sân dặm đây nè anh chị ạ. À, đây là chỗ sân dặm nè. Đó, ra phút ra phía sau là sân dặm, mà trên đây vẫn còn sân rin nè. Đây là bốn cánh cửa vẫn còn sân rin nè, trên hai cái trụ sau vẫn còn sân rin nhá. Nắp cabo, nắp cabo phía sau vẫn còn sân rin, nắp cabo phía sau với phía trước. Đó, lên full đồ chơi hết rồi. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn nhé. Em chúc anh chị có được nhiều may mắn trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại nhé.